Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine tối thứ hai ngày 1 tháng 7, ngày thứ 859 của cuộc chiến. Chúc quý vị buổi tối đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tràn trề năng lượng. Hôm nay chúng ta sẽ đến với rất nhiều thông tin sôi động trên chiến trường. Vâng, đầu tiên thì chúng ta tới vụ tấn công của phía Nga bằng một loại vũ khí nào đó vào khu vực phía đằng sau của khắc cốp đó là một cái bưu điện của nhà nước Ukraine. Thế nhưng mà trong đó thì sau khi vụ tấn công phát nổ thì có đến hàng chục cái xe bọc thép, rất nhiều xe và các cái phương tiện ở trong khu vực bưu điện rất to đấy. Ukraine đã vâng, đã sử dụng cái khu vực đấy làm khu vực quân sự. Rồi sau đó thì chiều nay Ukraine cũng phát động một đợt tấn công bằng UAV và Bengorod và họ đánh vào khu vực trạm biến áp khiến cho thành phố Bengorod mất điện còn tình trạng mất điện ukraine bây giờ có thể nói rất nghiêm trọng ukraine bây giờ chỉ còn trông cậy vào một loạt những cái nhà máy điện nhỏ nhỏ ở các khu vực bờ sông nepo này nữa thôi và mấy nhà ba nhà máy điện hạt nhân Đấy, thế nhưng mà nhà máy điện hạt nhân này thì nó cũng phải kết hợp với những nhà máy điện này thì nó mới có thể đại khái là có cái điện một cách an toàn và bây giờ họ đang đặt cái tình trạng báo động về vấn đề năng lượng và điện mang tính chất nguy kịch cấp quốc gia có nghĩa là vấn đề rất nghiêm trọng mùa đông thì cũng chỉ còn 3 tháng nữa thôi và rất có khả năng là những mục tiêu đây rất dễ cho phía Nga đúng không ạ? Cho nên chúng ta thấy là vấn đề năng lượng Ukraine cực kỳ nguy hiểm. Vâng, hãy đến với một trong diễn biến thú vị nhất trong chiều ngày hôm nay, một những diễn biến mà có thể nói chúng ta đã chờ đợi từ rất lâu nhưng mà cũng không biết là nó đã đúng ý hay chưa. Và quý vị cứ thử xem nhé. À, như vậy là để quay trở lại thì chúng ta đã có những cái diễn biến nào ở khu vực biên giới Thứ nhất là phía Nga tấn công vào làng Vorosba cách đây khoảng độ 3 tuần Ở biên giới Sumi quý vị nhé, ở cái vùng thung lũng này Đấy, thì sau đấy là họ chiếm cái làng này đấy Rồi sau đó nó biến thành vùng xám, còn bây giờ không biết là ai chiếm nữa Thế rồi sau đó thì Nga đã tiến công và đánh vào khu vực này Và cái làng ở khu vực phía Bắc, Tây Bắc Khắc Cốp cũng biến thành vùng xám cách đây khoảng một tuần đúng không, quý vị Đấy, và rồi sau đó chúng ta đồn đoại rất nhiều những cái thông tin về việc Nga có thể đánh ở đâu đó cả ở khắc cốp rồi đặc biệt là khu vực Sumi Đấy, ba hướng hai cái này nó rất giống nhau nếu quý vị để ý thì nó là hai cái mỏm đều bị lồi lên ở phía Nga này Đấy, còn Sumi thì nó to hơn thôi nhưng mà và nó cả cái khu vực thủ phủ của Sumi và chúng ta cũng biết vai trò của Sumi như thế nào trong việc kết thúc cái cuộc chiến này Thế thì ngày hôm nay thì cũng không biết thế nào, chỉ biết rằng là phía Nga đã thực sự quay trở lại tấn công vào biên giới Sumi. À, đây, trong thông tin này thì hai cái làng gọi là làng à, Ruzava và làng Veselovka đã bị phía Nga tiến quân đánh chiếm. Thì bây giờ không biết tình hình đánh chiếm như thế nào, nhưng mà dựa theo những cái video của phía Ukraine ấy thì đây nó nằm đúng chính diện nha quý vị nhé. Đây này thẳng tiến từ khu vực đường quốc lộ vào Sumi luôn và hai cái làng đấy nằm ở trên cái trục đường này, Veseloka và Zuvaravaka. Tất nhiên là tên của hai bên thì nó khác nhau cho nên là chúng ta cũng rất khó để chúng ta xác định được cái tên cụ thể nó như thế nào. Đây rồi, đây rồi quý vị ạ. Ruvaka đây rồi. Nó chính là khu vực bên này chứ không phải là khu vực đường này. Tôi nghĩ là nó chính hướng luôn, chính hướng chéo luôn, còn đây nó hơi bị lái lái sang phía bên này. Đấy và nó chính vào cái hướng đường này thẳng lên này. Đấy, đây nó chính là hai cái làng nằm ở khu vực này. Vậy là phía Nga đã úp sọt qua biên giới để đánh chiếm hai cái làng ở đây. Thế tuy nhiên thì à, hành động này của Nga nó chỉ tăng cường ở mức độ hai làng. Thế còn nó lại rất biên sát biên giới và nó cũng mang tính chất là biến thành cái vùng xám. Đấy. Thế thì lần này nó khác ở cái điều gì? Nó khác ở chỗ là hai làng và thứ hai nữa là khi mình xem cái uav của ukraine tấn công vào một cái khu vực đóng quân của nga sau đó có tiếng nổ thứ phát từ một cái kho đạn bùng lên điều đấy cho thấy rằng là thực sự nga còn có vo kho đạn của họ ở đây à, và điều này cho thấy rằng là nếu có kho đạn thì có nghĩa rằng có cái sự dấu hiệu của hậu cần đúng không ạ và hậu cần như vậy thì nó có hai ý một là phía nga có thể đã tiến xa hơn như vậy vào đâu đó ở phía đằng sau thứ hai nữa là họ đã có một cái ý định để mà đánh chiếm nó dâm gian hơn thì họ mới mang kho đạn vào chứ còn những quân trinh sát và quân thám báo phá hoại thì họ không có mang kho đạn đấy thì như vậy thì và chúng ta cũng đã bàn quá nhiều rồi cho nên chúng ta không bàn ở đây nữa nhưng mà cơ bản đây là một cái diễn biến mới rất quan trọng nằm ở cái hướng thẳng nhất vào khu vực sumi đúng là nó chỉ thẳng nhì so với cái này thôi đấy nhưng mà chỗ này nó lồi lên như thế này thì khả năng là trinh sát rất cao bởi vì Uh, tấn công những khu vực này biến thành vùng xám thì Nga có thể quấy rối được. Đấy, thì nếu mà ý là quấy rối thì họ sẽ đánh ở đây. Còn nếu đánh thật để đe dọa họ sẽ đánh ở khu vực này bởi vì nó sẽ uh, sát nhất ở cái khu vực Sumi, đúng không ạ? Còn nếu đúng bài thì họ sẽ đánh đúng vào lưu vực Tekino mà bây giờ đã biến vùng xám và thứ hai nữa là cái vùng uh, mình gọi là cái Kolotiko ở đây này. Đấy, để cắt hai cái đường. Một cái đường đi xuống Kharkov, một cái đường đi lên Sum uh, Cheknihi Đấy và trung tâm thì thủ phủ ở đây. Như vậy thì hai mũi tấn công, ba bốn mũi tấn công ở cái cái mỏm mỏm phía trên này có thể dễ dàng cắt nhanh chóng cắt các làng à, phía tây bắc của Sumi, tạo ra một cái điểm đầu cầu lõm ở đây quá đẹp. Đấy, rồi sau đó hai mũi công ở hai nơi mỏng nhất cũng tấn công ập vào để cắt các đường. À, vân vân có nghĩa là nói chung là nó về mặt lý thuyết rất, rất đẹp còn thực tế thì chúng ta không biết như thế nào đấy thì đấy là những thông tin mà nó rất mới lạ và nó có tính uh, nặng đô hơn so với những lần uh, diễn biến khác uh, của phía nga đúng không ạ cho chúng và cũng làm dấu hiệu cho chúng ta đồn đoán thêm thì uh, chúng ta có thể đi lại một là mũi tấn công trinh sát của nga giống như những tấn công khác để vào để quấy rối Uh, thăm dò tình hình trận địa đúng không ạ vân vân đấy ở mức độ nhỏ như vậy không có ý tứ gì thứ hai mang theo kho đạn thì rất có khả năng vào là tìm cách đánh chiếm một vài cứ điểm nhỏ nào đó đấy cũng là thăm dò và quấy rối và gây sức ép cho ukraine nhưng trên đường dài sẽ mở trận địa đúng không ạ thứ ba là mũi tấn công chính trong một cái chiến dịch tầm trung nào đó à, cũng rất có khả năng và thứ tư nữa là đánh chiếm luôn cả Sumi và nếu có thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái dữ liệu những cái cái um... À, dấu hiệu trong những ngày sắp tới khi Nga có thể tổ chức những đợt tấn công lớn hơn à, như vậy. Tức là lớn hơn cả cái khu vực khắc cốp luôn. Đấy là cấp thứ tư, còn khắc cốp bây giờ đang cấp thứ ba, đúng không ạ? Đấy, còn nhỏ hơn thì là những thứ chúng ta đã vừa bàn sau. Đấy là một cái diễn biến rất đáng chú ý trong chiều ngày hôm nay. Thế còn ở những khu vực này thì cũng thông tin không phải dạng vừa. Ngày hôm nay Ukraine đã tổ chức phản công dữ dội vào Hiboke. Vâng, có thể nói là một ngày từ trước đến nay. Nhưng mà đầu tiên thì chúng tôi phải nói về cái 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 Hiboke này đã. À, thực tế thì chúng ta biết rằng là đã đúng một tháng trôi qua kể từ khi các cái chiến diệt uh, truyền thông uh, và một cái sự sẵn sàng của ukraine trên không gian chính trị cho biết họ đã sẵn sàng để mà tụ tập đủ quân và đánh chiếm lại vùng Gluboke đúng ạ ạ hay gọi là hiboke và sau đó thì ukraine cũng đã tụ tập nguồn lực và bắt đầu những nỗ lực phản công đến ngày nay đã là tuần thứ năm rồi bước vào tuần thứ năm rồi có nghĩa là đúng tròn một tháng rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà đến thời điểm này thì cái mà Ukraine nhận được là một vài trăm mét đất ở hướng phía tây đấy không đáng kể xe cộ người ngợm mất rất nhiều ở khu vực này bom F-3B thả cũng khá nhiều và nói chung là nó chưa đạt được một cái kỳ vọng đúng không quý vị và tổn thất rất nhiều đấy là cái kết quả cuối cùng Thế thì uh, tất nhiên là yếu tố từ phía Nga họ là một bên phòng thủ rất tốt đã, cái đấy là mình thừa nhận để mà nói. Nhưng mà cái thứ hai nữa là những ngày gần đây nếu mà chúng ta để ý thì sự xuất hiện của bom FAB của Nga. Và bây giờ họ đã bỏ tới quả thứ bảy thứ 8 rồi và hầu hết tập trung ở hướng uh, Hiboka Lipsi này thì cho thấy đấy là một trong yếu tố đã khiến cho Ukraine phải có thể nói rằng là phải phải bị ảnh hưởng, đúng không ạ? bị phương hại phương tổn hại rất nhiều đến căn cơ của cái cuộc uh, tổng phản công của họ ở hướng này thực ra chúng ta thấy là vô là một nơi mà ukraine sẽ cố đánh nhưng mà cái điều quan trọng nhất là họ phải giải vây được cho cái khu vực lipsi này đã bởi vì lipsi nó là cái hướng khắc cốp và cái uy hiếp nó nó vẫn là hi đường con đường ngắn nhất cho nên là cái nhiệm vị quan trọng thì không biết thế nào nhưng mà cái tối ưu hàng đầu thì phải giải quyết cái này đấy cộng với lại đánh chiếm được các cao điểm này để bảo vệ được lipsi còn nếu mà để cho Nga áp sát vào Lipsi thì có nghĩa là pháo của Nga sẽ bắn thẳng vào trong khu vực khắc cốp luôn từ trên các ngọn đồi. Thì như vậy với việc Nga sử dụng tăng cường các loại bom FAB-500 và FAB-3000 ở khu vực này có thể đã khiến cho Ukraine một hứng chịu một cái tổn thất rất lớn. Trong sáng ngày hôm nay thì một quả bom FAB-3000 lại rơi ở đây nữa và phía Nga cho biết là cũng có đến từ 50 cho tới khoảng độ gần 100 binh lính Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu. À, chúng ta sẽ xem video đấy sau. Ngoài ra thì các đạo quân Ukraine đưa lên đây, các đơn vị, cấp lữ đoàn, tiểu đoàn đều đa số là thiếu nguồn lực. Nó không đủ khoảng độ 75% không đủ 2/3 ấy thì chúng ta thấy rằng là mỗi một cái đơn vị nó có một cái chức năng nó 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 khác nhau. Nếu như nó không đủ được cơ số 2/3 thì nó không có được một sự kết dính, nó không tức là nó không đầy đủ chức năng của cái xã hội trong cái quân đội đó, trong cái đội quân đó. Cho nên là nó ảnh hưởng tới sức chiến đấu rất nhiều và tất nhiên ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu. Tinh thần chiến đấu của quân đội lên hướng này thì rất nhiều người là những người được huy động vội vã trên chiến trường, trên đường phố, kể cả là những người vô gia cư, say rượu vân vân. Những người nói thật ra là họ cũng chẳng biết đang đánh vì cái cuộc chiến gì và trong đó lại rất nhiều người cũng là có quan điểm thân Nga. Và chúng ta cũng thấy một điều rằng Ukraine bây giờ cũng nhận ra là những người lính họ nhận ra là NATO sẽ không đến cứu bọn họ rồi uh, những cái người uh, chính trị cũng đã nói về việc là chuẩn bị một kế hoạch hòa bình nào đó với phía nga tất cả những cái điều đó nó dẫn tới một cái sức suy giảm chiến đấu sức chiến đấu của ukraine một cách khủng khiếp rồi ông Zaluli bị sa thải và ông uh, syzky một cái vị tướng bị coi là đồ tẻ đúng không ạ bị uh, không những bị ghét mà bị hận đấy và còn nhiều người còn dọa truy tố và ông là một người tướng quân nướng quân cực kỳ khủng khiếp rồi những hệ thống phát triển tác chiến điện tử của phía nga rất hiệu quả hướng này đã có thể nói là phòng chống rất nhiều những cái sự sát thương đến từ các loại vũ khí của ukraine nhìn chung là chúng ta thấy ở đây thì ukraine đã vì mục đích chính trị đã huy động một nguồn lực khá lớn để tấn công nhưng mà đến thời điểm này đã không đạt được mục đích mong đợi và bây giờ họ và tôi nói như thế này để chúng ta chuẩn bị bước vào một cái giai đoạn mới là phía Nga uh, thông báo Ukraine đã tập trung một lực lượng đông nhất từ trước tới nay ở hướng Hiboke chuẩn bị tổ chức đợt tấn công lớn trong tháng 7. Như vậy thì điều này chúng ta cũng thấy nó cũng khá hợp lý đúng không ạ? Trong hội nghị thượng đỉnh lớn diễn ra của NATO thì Ukraine sẽ phải tấn công. Và chúng ta chỉ biết là họ đang tập trung một lực lượng rất đông thôi. Còn cái tương quan và cái thế trận trong suốt một tháng vừa qua thì Ukraine thực sự đã làm mà nó không khác gì cuộc tổng phản công của họ ở Rabutin năm ngoái, có nghĩa rằng tổn thất nhiều mà không đạt được điều gì đáng kể. Nhưng lần này thì chúng ta thấy rằng Ukraine còn gặp nhiều cái bất lợi nữa. Trừ cái quân số của họ lớn ra và có những vũ khí NATO này nọ, nhưng mà họ phải đối mặt với bom FAB-3000 và khả năng chiến đấu của Nga cũng bây giờ cũng tốt hơn, mặc dù ở đây thì họ chưa được uh, lâu được, chưa củng cố. Tinh thần chiến đấu cũng thấp đúng không ạ So với lại thời kỳ đầu năm ngoái Đầu cuộc tổng hành con ngoái Cho nên là Vâng Cái giai đoạn tiếp theo của Ukraine Thì chúng tôi không biết là họ sẽ huy động như thế nào Đánh đấm ra làm sao Nhưng mà chắc chắn Sẽ rất là đẫm máu ở khu vực này Ngày hôm nay thì ở hướng này Nga cũng nói rằng là Ukraine đã hứng chịu mức tổn thất rất cao So với lại Những ngày tuần trước Đến bây giờ cho biết là đã có tới 350 binh lính bị thiệt mạng ở hướng này trong buổi đến tính đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hai pháo M777, một pháo D30, một pháo D20, xe bọc thép uh, BRt4, uh, súng cối 120mm, rồi các kho đạn, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống radar, 5 xe vận chuyển. Vâng. Và phía nga vẫn chưa cho phía ukraine tạo được một chỗ đứng ở trong làng Hlibok đấy là thông tin ở hibuke rất sôi động trong ngày hôm nay bên đấy sôi động như thế nào thì bên chiều ngày hôm nay bên này nó hẻo đến mức độ như vậy Và, uh, tuy nhiên trong đây chiều nay có một cái thông tin đó là phía nga ở phía ukraine thông báo họ đã chiếm lại được của nga một tòa nhà trong ba tòa nhà nga chiếm của họ trong ngày hôm qua đấy, thì đây là một cái diễn biến cũng rất quan trọng bởi vì điều này cho thấy rằng ukraine còn sức tái chiến ở đây điều đấy cho thấy rằng là họ không chưa chắc đã ở trong cái tại trạng thái mà có thể nói là bị bao vây cô lập hoặc là bị tuyệt vọng đúng không ạ? Tuy nhiên tất cả cái này nó đều mang tính chất nó võ đoán. Ukraine bây giờ đâu đó họ cũng đang ở trong cái khu vực trường học này, nhưng mà xung quanh thì toàn là trận địa của phía nga thôi và họ đã sử dụng UAV để ném nước lọc vào đây. thì điều đấy cho thấy rằng tuy là họ tiến lên nhưng mà cũng rất có khả năng họ mắc kẹt trong cái trận địa của phía nga. Vì như vậy là chúng ta chưa có được một cái câu trả lời rõ ràng đến thời điểm này. Điều mà chúng ta biết chắc chắn là Nga đã chiếm được một cái khoảng lớn ở trong khu vực nhà máy ở đây. Đấy, còn Ukraine thì đang nỗ lực tấn công vào khu vực phía Nam ở đây, vào khu vực phía Tây Nam của nhà máy và họ đã chiếm lại được khu vực này, theo thông tin đến từ phía Ukraine. Và tổn thất của hướng khắc cốp này chủ yếu vẫn đến từ cái khu vực Mocha, tra. giao tranh đô thị rất ác liệt. Còn các khu vực này thì Ukraine phản công lên theo từng các cái tốp đội lên vân vân. Sau khi mà họ đánh, bật, đánh bại thì họ sẽ rút lui. Thế còn ở khu vực đô thị này thì có thể nói giao tranh nó dữ dội và cơ hội rút lui là rất khó. Ở khu vực uh, chiến trường uh, Kupian, uh, chúng ta sẽ có những thông tin khá thú vị trong chiều ngày hôm nay. Bộ quốc phòng nga thông báo là họ đã giải phóng, họ đã giải phóng luôn cả làng Stepovka, uh, Novoselica. Đây, quý vị có thể xem này, Đấy. giải phóng có nghĩa là đánh chiếm toàn toàn tập luôn, không nói nhiều. Tức là nga đã đánh chiếm ra và kiểm soát tít tới khu vực uh, giáp với con đường này. Đây là một cái làng mà chúng ta đã thấy rằng là hai bên đã rằng co rất lâu. Còn chúng tôi thì cũng đã dự đoán là cái sự uh, mà gọi là im ỉm của phía nga thì càng cho thấy rằng là họ đang chuẩn bị đúng không ạ cho một cái kế hoạch gọi là 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 đánh úp nào đó sâu sắc ở hướng này và bây giờ diễn ra đúng như thế rồi. đấy chúng ta cứ để ý xem cái gì mà quan trọng ấy đối với phía nga ấy, một là họ không đánh được thì họ bỏ luôn bỏ luôn đến cả tháng đến ba tháng nhưng mà nếu mà họ đang có một cái thế để có thể ăn được ấy thì họ sẽ rất là có một cái cách tiếp cận để mà tốn đỡ tốn quân và đại khái là không có dây dưa và hiệu quả đấy là họ tảng lờ đi họ không có đánh đúng không ạ sau đó họ đánh thì họ đánh úp rất nhanh và như thế này cho biết là chiều sáng ngày hôm qua chúng ta biết là có những thông tin nga đã tấn công vào làng này từ hai cánh đúng không ạ đấy ở từ ba cánh và khả năng là thời điểm đấy họ đánh cho họ dọn dẹp nhưng mà chúng ta không có thông tin vì hướng này là rất kín thông tin thì đến bây giờ họ tuyên bố ra phát là mất luôn step vào rồi đây là một thành quân rất quan trọng có thể nói rằng thành này ấy thì nó bị mất ấy, thì có thể ukraine sẽ mất toàn bộ cái cung đường ở phía bên tay phải của cái đường quốc lộ và toàn bộ đường tàu nhà ga à, Điều và điều này nó rất là quan trọng khi nga chiếm được con đường này để tiến tới khu vực petropalivka uy hiếp vùng pichane và giải quyết toàn bộ các khu vực timkovka lòng hồ này đúng không ạ có nghĩa rằng trận đấu ở đây thực sự nó đã bắt đầu tiến về hướng petropalivka rồi và chúng ta cũng nhớ rằng những ngày vừa qua thì nga cũng đã đánh chiếm liên miên rời rạc đúng không ạ liên miên rồi là dích rắc rồi dâm gian ở cái hướng phía trên như vậy thì những ngày sắp tới là sẽ có chiến đấu ác liệt ở khu vực này để nga giải quyết nốt cái cụm phòng thủ trong đây rồi họ sẽ tiến toàn quân theo cái hướng này về hướng petropa -Lipka vâng một uh, cú đột phá một cú ra tay một cú chộp giật một cái uh, cú nhìn dưa gắp thịt dương đông kích tây quá đẹp đến từ phía nga thể hiện rõ phong cách nga đúng không ạ tính chộp giật có thể nói là ở mức độ thần sầu vâng đâu đây à đây là ấy rồi chúng ta đến với lại khu vực Stenmarkipka. sáng nay thì chúng ta đã có những bước tiến của phía nga ở hướng phía đông uh, buổi tối chúng ta sẽ xem video những cái uh, vụ đánh đấm của nga khi quân của họ xe cộ tiến vào ầm ầm vào khu vực phía đông điều này xác nhận rằng là uh, nga đã chiếm được khu vực phía đông hoặc là phía đông nam nào đó uh, khá lớn của Kipka uh, đến buổi sáng ngày hôm nay đồng thời không chỉ hướng này mà cái hướng ở phía xa xa và đâu đấy nó ở chỗ này họ cũng đã tiến về hướng phía tây đấy, mũi tấn công của họ cũng tiến được về hướng phía tây ở phía nam của Kipka À, sau khi mà họ đã có những cái mũi công từ hai hướng Miazo và khu vực phía đông nam của Stemakipka. Như vậy là trận địa Sivan uh, Kubian đến đây cho thấy những bước tiến rất quan trọng của phía Nga, à, trong đó có việc họ đã đánh chiếm được một thành và tiếp tục uh, gây sức ép với một thành rất quan trọng. Còn đây là Makipka cũng là một mũi tấn công rất thú vị của phía Nga trong ngày hôm nay ở hướng này tướng này thì uh, đây là một cái thành nó rất là quan trọng đúng không ạ phải nói nó là quan trọng hàng đầu của toàn bộ cái tuyến phía nam Kupian và Liman uh, và đấy thì bây giờ lâu lắm rồi nga không tiến được thì chiều hôm nay họ tiến được uh, ở đâu đó một cái mỏm ở khu vực này uh, nó ngày hôm qua thì họ tiến được một khoảng như thế này nữa quý vị nhé thì điều này cho thấy rằng cả khu này phía nga cũng đã kích hoạt trận địa đúng không ạ uh, không biết là có liên quan gì tới NATO hay không có vẻ là liên quan rất nhiều đến thượng đỉnh NATO. Còn ở dọc tuyến cánh rừng cremina thì một cách rất là ngạc nhiên không thấy sự phản kháng đáng kể ở phía Nga. Ukraine cải thiện được một vài vài vị trí ở hướng phía trên, phía trên và phía tít phía xa của vùng Biholorivka, đúng không ạ? Ở cánh rừng phía tây cremina Như vậy là Ukraine có một cái bước tiến ở đây và một bước tiến nhẹ nhàng trong góc này. Còn họ gây sức ép với Nga ở nhiều hướng nhưng mà hướng phía trên thì không thay đổi gì đáng kể. Vâng, còn buổi sáng nay thì chúng ta cũng có một thông tin rụng rời nữa là phía Nga đã À cái này từ chiều hôm qua đúng không, quý vị, chiều hôm qua rồi. Phía Nga thông báo giải phóng làng uh, uh, Spinne. Còn ở Rastdoripka thì chiều nay có thông tin là Nga đang mở rộng trận địa của họ về hướng Tây Bắc của làng đấy. Thì cái điều này chúng ta cũng đã biết là ở phía Bắc này nó còn những căn cứ của Ukraine cho nên là bắt buộc Nga phải giải quyết những cái căn cứ ở đây để sau đó họ giải quyết nốt cái lòng chảo ở khu vực này, nối sang lòng chảo khu vực này và họ sẽ dành một thời gian để củng cố trận địa hậu cần trước khi họ tiến về phía Bắc đúng không ạ? À, cho nên là cái việc họ củng cố nốt cái trận địa phía Tây Bắc là một điều rất là dễ hiểu. Tuy nhiên thì điều này nó cũng rất đáng nói về phía Ukraine ấy, thì uh, những khu vực quan trọng như này là một khu vực mà họ không thể để mất. Bởi vì nếu họ để mất thì Sivak uh, của họ sẽ bị uh, đe dọa. Vì đây là tuyến trọng yếu nhất của toàn cái khu vực này hướng về Sivak. Thì chúng ta cũng không biết thế nào, chỉ biết rằng là Ukraine đã để phía Nga tiến khá là thoải mái trong những ngày gần đây. Mặc dù nó nhỏ thôi bởi vì cái địa hình của nó, đúng không ạ? còn ở khu vực Donetsk trong chiều ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chứng kiến những bước tiến rất đáng kể của phía nga nữa, à, các bước tiến và các bước uh, sát nhập bản đồ, củng cố bản đồ từ các nguồn tin cho thấy rằng là phía Ukraine đã chiếm hết khu vực đến uh, bờ sông rồi, chiếm hết các khu vực cánh rừng rồi, chiếm hết khu vực đường tàu rồi, chiếm hết khu vực phía dưới đường tàu và như vậy thì chỉ còn lại đúng một cái phần bé tí tẹo của Ukraine nằm lọt thỏm ở đây nữa thôi, đúng không ạ? Đấy, nếu vẽ như vậy chúng ta có thể nhìn thấy đến tận đây nhá Mất hết rồi. Đây, chỉ còn mỗi cái phần này nữa thôi. Một cái phần mà pháo đài cộng với một con đường mà cũng có thể đã bị đe dọa rồi. Thì đây cũng là một bước tiến xác nhận từ bản đồ màu tím cho thấy rằng là bản đồ này đã khá uy tín với chúng ta trong thời gian vừa qua. Cho nên có thể nói rằng là khá đáng tin cậy nếu mà chúng ta kết hợp với những bản đồ khác của phía trung lập nữa. Đúng không ạ? Còn lại là một cái bước đột phá rất đáng kể ở hướng này. Như vậy là mặt trận ở đây đã đến hồi uh, gọi là kết thúc bên cuộc chiến bên bờ bờ sông, uh, dòng sông uh, gọi đô nhét rồi. Và không biết là phía Nga sẽ định làm gì ở phía bên kia bờ sông. Ngoài ra ở đây thì một thông tin rất là xấu đối với Ukraine nữa, mà tôi nghĩ rằng cực xấu. Chúng tôi hay nói về Hirohribka, khu vực phía thị trấn phía Bắc. ấy. Đây này, quý vị nhìn này đây là thị trấn trên cao điểm và là một thị trấn nó 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 nó, nó lõm nó lồi đúng không ạ và đúng khu vực này địa thế của nó cho phép nó vượt qua sông uy hiếp rất nhiều cứ điểm quan trọng của Ukraine bên kia bờ sông và đánh thốc lên khu vực uh, Oriki bên phía trên và trong ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là khá nhiều bản đồ đã ghi nhận bước tiến của phía Nga dày hơn 1 km và kéo dài tới khoảng 3 km hướng về Hirorupka. Đấy, có nghĩa là Nga tạo ra hai cái đột phá rất đáng kể ở khu vực này trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Chỉ còn mỗi khu vực còn lại của khu đô thị phía bắc của Kalinipra thì vẫn còn là có vẻ như tranh chấp thôi. Đây, bản đồ khác thì cũng ghi nhận rồi. Như này, nhưng mà bản đồ này là bản đồ thân Nga. Thì chúng ta cần xác nhận, nhưng mà những bản đồ này thì nó cũng chưa bao giờ nó nói sai cả. Vậy là với việc đánh được khu vực này, thì phía Nga sẽ có một cái chiến, cái, cái chiến lược, đúng không ạ chiến lược sâu sắc hơn là họ sẽ đánh về hedororivka đánh về đây rồi thì họ sẽ có rất nhiều lá bài để chơi với ukraine đấy mà nga không có vội vã vậy là phía nam thì một là họ vẫn tiếp tục tiến qua sông từ các cánh rừng đúng không ạ rồi tiến được đến đâu thì tiến đóng được đến đâu thì đóng nhưng mà nam bắc họ đều tấn công và chiếm những khu vực quan trọng để từ những cái khu vực nó lồi ra trận địa ukraine này họ sẽ có thể vượt qua để tạo thành một cái thế uy hiếp trên một diện rộng vào các khu vực của Ukraine đồng thời quý vị nhé thì họ sẽ bài của nga là họ sẽ uy hiếp đồng thời để dàn mỏng lực lượng của ukraine ra đúng không ạ cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là tiến quân ở đây thì tôi vẫn nghĩ là nga tiến nhưng mà nó sẽ là những cái mũi mang tính chất là gây sức ép rồi kéo giãn lực lượng và chộp giật đúng không ạ được cái gì thì được mà không được thì thôi nhưng mà họ sẽ đầu tư vào hướng phía nam và phía bắc hirodipka và phía nam của ivanetka Vâng, như vậy là tiếp tục những cái bước tan rã trong trận địa Okina ở những pháo đài quan trọng nhất. Còn ở khu vực này thì chúng ta đã có một cái thông tin có thể nói rằng là cực kỳ thú vị quý vị ạ. Buổi sáng nay thì chúng ta nói về việc là phía Nga đã cái đội quân cựu binh, đấy, cựu binh của họ trong nhánh quân trung tâm đã sử dụng một cái đường hầm dài 3 km ở cạnh dòng sông, dòng kênh đô Nhét và tấn công tập kích vào hậu quân của Ukraine ở trong pháo đài dày đặc ở phía trước và từ điểm đó họ thiết lập điểm bắn rồi viện binh rồi vũ khí đạn dược lương thực đến để mà tiếp tục uh, uy hiếp vào trận địa phía sau của Ukraine khiến cho Ukraine À, bị à, bất ngờ Mất sức chiến đấu Và toàn cụm quân ở phía trước Đã bị à, đặt trong thế hoảng loạn Và phải, buộc phải rút quân Từ bỏ vị trí à, Rồi sau đó Nga đã chiếm được những khu vực Mà chúng ta tưởng chừng không thể à, chiếm được Mọi việc diễn ra ở khu vực này Đấy, thì bây giờ chúng ta đã Nghe thấy những cái thông điệp Thứ nhất nó là gì? Nó là cựu binh Thứ hai, sử dụng đường hầm Đúng không, quý vị Thứ ba là úp sọt đằng sau lưng Ukraine ba điều này cho phép chúng ta nhớ tới một vấn đề đã xảy ra ở đâu quý vị nó đã xảy ra ở adipka và cái mũi tấn công mà luồn xuống hầm của nga đấy ở adipka đấy được thực hiện bởi wagner tức là các cựu binh và cuối cùng họ đánh chiếm vào đằng sau lưng ukraine và khiến cho toàn bộ trận địa phía nam ukraine rơi vào trạng thái hoảng loạn và bị tan vỡ rồi sau đó hai tuần sau thì Nga đột phá ở tuyến phía Bắc cắt ngang cái khu vực vòng 2 của Ukraine và Adipka thất thủ. Đúng không quý vị? Thì bây giờ ở đây chúng ta cũng thấy một cái kịch bản nó lặp lại là mấy ông Wagner đấy, ông ấy sau khi đánh chiếm ở đâu đó ở đây rồi à, thì đã tìm thấy một cái 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 đường hầm ở khu vực này và sau đó thì đã vâng đã đã đào theo đường hầm đó để chọc thẳng vào cái khu vực hậu phương mà chúng ta thấy đây này nó là PVC nhưng mà À, tên tiếng Nga nó gọi là Kirova đấy. Buổi sáng nay chúng ta nhầm nó với khu vực phía dưới này, à, vì nó có chữ là Kirok, Kiroek gì đó. Nhưng mà thực ra nó là Pichine. Đấy Và như vậy là Nga đã sử dụng một cái bài cũ để tạo ra một đột phá 3 km, chỉ thậm chí còn hơn cả Adipka là hồi đó là 2,5 km, đúng không ạ? Và Ukraine đã bị toàn. Chứ còn chúng ta thấy làm sao mà khu vực đô thị lớn như thế này? bị đánh tới nơi rồi như thế này và hai bên còn nguyên mà lại bị phía Nga tấn công một cái mũi 3 km như này có nghĩa rằng là Nga phải rất hổ báo hoặc Ukraine đã rất yếu đúng không ạ? Đấy nhưng mà chúng ta không nghĩ đến một cái kịch bản là họ lại sử dụng đường ngầm. Và tôi thì tôi cứ nghĩ rằng nó ở chỗ này bởi vì chỗ này là chỗ mà 3 km hôm qua Nga nói này, đúng không ạ? Hơn 3 km này. Đấy thế nhưng mà rõ ràng là sáng nay thì đã có thông tin đính chính nó ở nằm ở hướng phía bắc mà xuất phát từ khu vực bờ kênh, đấy thì kênh nó đây, kênh đồ nhét đây. À, như vậy là bổn sũ cũ đã soạn lại, đúng không ạ? Một bước đột phá quá đẹp của các cánh quân Wagner và chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng đã từng nói nếu như mà nga đánh vào đây thì vai trò của Wagner cực kỳ quan trọng khu vực này. Họ là những người chiến binh lão luyện. Nói đúng ra nếu đánh ở rừng rú đồng bằng thì Wagner không ăn thua nhưng mà vào đô thị thì lại đúng sở trường của họ và họ đã phát huy sở trường ở đúng một cái khu vực quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ xem là Ukraine sẽ phản ứng như thế nào với lại cái bước tiến có thể nói là quá điên đảo của phía nga diễn ra trong ngày hôm nay. Còn đây là bản đồ đến từ một cái kênh rất uy tín của phía nga. thì uh, sau khi mà đánh lan vào, đánh thẳng vào chọc vào khu vực đấy thì nga đã mở rộng cái trận địa uh, gọi là vùng xám, xa tít ra khu vực này và bây giờ Ukraine trong khu vực này thì đã bị rơi vào cái thung lũng bao vây của phía Nga rồi. Ukraine đã nói rằng là chỉ huy họ nói là chả có phép màu nào xảy ra ở hướng Torres. Kẻ thù vẫn tiếp tục tiến quân vào sâu trong vùng kiểm soát và xuyên qua pháo đài của chúng ta. Tướng quân NATO đã không thừa hưởng một cái di sản tốt ở khu vực này. Cái ông trước đây ông ấy tư lệnh của vùng này bị sa thải đấy khi mà bị mất vùng này này. Đấy, thì bây giờ cái ông Hanốt ông ấy lên thì ông ấy không được thừa hưởng lại những cái gì tốt đẹp. Ý nói là như vậy. Ngay lập tức chúng ta phải dồn tất cả nguồn lực để bình ổn lại khu vực này không chậm trễ. Không chỉ chỗ này mà vùng Vodizenka, Novorodipka và Krasnodipka. Có nghĩa là toàn bộ các vùng từ đây xuống Krasnodipka. Đây, uh, Novorodipka nếu ở đây tức là vùng New York này. Còn uh, Vozigenka nó ở đây và Krasnodipka nó ở phía dưới. Tức là cả bốn vùng này đang bị lâm nguy đúng không ạ? Mà thực ra là ở vùng ra nó cũng lâm nguy, chẳng qua nó bên kia bờ sông thôi. Hiện tại thì chưa chúng ta chưa bình ổn được một khu vực nào trong cả bốn khu vực này. Uh, bởi vì chúng ta vừa mới ổn định được mặt trận ở Krasnodipka mà thôi, những kẻ xâm lược đã không tiến quân được ở đó vài ngày và Bây giờ thì bọn chúng lại tấn quân ở vùng Torres. Vâng, như vậy là chúng ta để ý rằng là những cánh quân chúng ta đã không được uh, có đầy đủ sinh lực 100% và tất nhiên là với nguồn lực như vậy chúng ta đã có một bức tranh ảm đạm như ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta đã có một cơ hội để chuẩn bị bình ổn uh, toàn bộ chiến tuyến. Và bây giờ cơ hội quan trọng đã đến Chúng ta phải biết nắm bắt điều đó Và nghe từ đầu đến cuối Thì nó cũng một cái từ bình ổn đúng không quý vị Thực ra Krasnodivka thì không phải Nga không tiến Mấy ngày hôm nay Nga tiến rất nhiều Mà Nga toàn tiến những đoạn chí mạng thôi Đúng không ạ? Có thể nói là bây giờ Ukraine đã phải rút ở đây rồi Nói thẳng ra là phải rút ở khu vực này rồi Thì có nghĩa là bình ổn Ukraine Có nghĩa là Nga không tấn công nữa Nhưng mà câu chuyện là thành phố này nó nó từ lợn lành nó chuyển sang lợn què và lợn què nó nằm ở đấy để đến chờ người ta đến người ta khênh đi thôi chứ nó không phải là bình ổn đúng không ạ không có tiếng súng thì không có nghĩa là bình ổn mà tôi không nghĩ rằng không có tiếng súng bởi vì là vẫn còn đang giao tranh và nga vẫn đang tiến rất tốt ở đấy còn nếu mà họ dừng thì có nghĩa rằng là một điều tồi tệ lớn hơn đang chờ đợi khi một thị trấn mà họ đang có thế thượng phong tuyệt đối như vậy thì có nghĩa rằng là giai đoạn cuối sắp xảy ra và như vậy là chúng ta đã có những cái bước tiến rất điên đảo của phía Nga ở hướng Torres và nghe đâu ở vùng New York cũng đang có giao tranh dữ dội và Ukraine vẫn đang không thể ngăn cản được bước tiến của phía Nga. Còn ở khu vực uh, Adipka, vâng, uh, thì uh, phía Nga tuyên bố hôm nay họ mới tuyên bố giải phóng cái này từ Bộ Quốc phòng này. Cái này thì hôm qua chiều hôm qua tuyên bố này, đúng ạ. Hôm nay thì có tuyên bố giải phóng của Zelena Nipka nữa này. Đấy, tuy nhiên tôi chưa xác nhận được cái thông tin đến trực tiếp. Nhưng mà với việc tuyên bố ở đây này, rồi tuyên bố ở Jasnoborivda nữa, thì có nghĩa là trong hai ngày vừa qua, Nga đã tuyên bố giải phóng 5 thành, đúng không ạ? Tất nhiên là có những cái thành mà họ đã kiểm soát nhưng mà họ chưa tuyên bố. Thế nhưng mà bây giờ thì họ tuyên bố 5 thành mà tôi không nhớ nếu đếm kỹ khi lên 6 thành. Tức là cũng là một cái phá kỷ lục của cái kỷ lục lần trước, ấy, đúng không ạ? 2 ngày 4 thành đấy. Thì bây giờ nó nhiều quá thì mình cũng không theo dõi cái việc đấy nữa Nhưng mà điều đấy nó cho thấy một cái điều gì Là gì? Thứ nhất là bước tiến của Nga đang rất là dữ dội Thứ hai, Ukraine không thể ngăn cản Thứ ba là có nhiều làng Nga đã giải quyết 99% Bây giờ họ chỉ làm một phát gõ cuối cùng Để làm gì? Để nhắm vào cái thượng đỉnh của NATO Đấy, các ông họp thì họp Còn các ông thắng thì thắng Còn làng là thuộc về chúng tôi Đúng không ạ? Đại khái như vậy Đấy, thế thì bây giờ chúng ta thấy là làng này cũng mất rồi zerena mất rồi mất rồi thì cái ông sokol ở phía dưới này cũng sẽ tèo rất nhanh và như vậy là đến lượt novoselipka petra một cái thị trấn đầu tiên mà phía nga từ rất lâu không chiếm được ở cấp thị trấn đúng không ạ có thể trở thành cái nạn nhân tiếp theo sau đó thì có thể thị trấn Porod, rồi lozutka ve rồi pháo đài vodzidzenka bảo vệ đến cung đường cuối cùng nhìn chung tình huống rất là căng đối với ukraine À, và sáng nay thì phía nga lại còn vượt qua sông để chiếm khu vực này nữa thì không biết là đến chiều nay tình huống như thế nào chiều nay thì người làm bản đồ này đã không cập nhật rồi sáng mai chúng ta có khả năng thì đây cũng là một cái tin rất buồn đúng không ạ bởi vì ukraine đã để cho nga tiến qua bờ sông ở một nơi mà có thể nói rằng không thể tiến nổi Đấy, nhưng mà họ đã để tiến còn ở khu vực này thì ukraine nói thế thôi nhưng mà phía nga lại bảo rằng là ukraine đã rút toàn quân của họ ra khỏi khu vực pháo đài cao tầng thì điều đấy đồng nghĩa việc là trận đấu đấu ở đây đã kết thúc. Còn lại người ta chỉ đá cho nó hết 90 phút thôi. Đúng không quý vị? Ở đây người ta chỉ đá cho hết 90 phút thôi. Còn đây giờ là phút thứ 75 rồi. Và Nga đang dẫn khoảng 4-5 bàn rồi. Có mà Manchester cũng khó mà đảo lại được thế trận đúng không ạ? Mà Manchester thời Alex Ferguson đấy. Chứ còn bây giờ Manchester thì cũng, cũng phế vâng chưa có thông tin gì ở đây chưa có thông tin borobibda còn ngày hôm nay đã bắt đầu xuất hiện những đợt tấn công của phía nga không phải là ngày hôm nay bắt đầu ngày hôm qua khi họ tiến vào từ hai hướng đã đánh nhau trong làng rồi và nga cứ tiến quân vào đánh xong được một lúc bị ukraine phản công dữ dội lại rút quân ra đấy, ở hai hướng sau đó thì ukraine phản công lần cuối họ lại tiếp tục đánh trở lại vào paraskopkipka Vâng, có khả năng đây là một cái hướng tấn công rất quan trọng của Ukraine bởi vì họ thấy nếu mà cứ để Nga bao vây hai mặt còn phía Bắc thì đang tiến gần xuống, phía Nam đang tiến gần lên thì chắc chắn là cái thị trấn tiếp theo này nó sẽ ở lâm nguy đúng không ạ? Cho nên là họ đã tiến vào Panaskop Kipka phá vây. Ít nhất Ukraine muốn tiến lại được tới bờ sông ở đây để ngăn chặn Nga không mở rộng được mũi tấn công từ hướng phía Bắc và phía Đông Bắc xuống. Thế nhưng mà tình huống ở đây thì vâng tất nhiên họ có thể làm được nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng chỉ tạm thời thôi đúng không ạ quan trọng nhất ấy, đối với lại Ukraine rằng là họ đang thất thế ở đây này và thất thế ở cả hướng này này thất thế ở dưới hướng này và cả khu vực này nữa đấy chứ còn nếu mà đây thì nó chỉ cục bộ thôi đúng không ạ và nó mang tính chất là nó tạm thời nó tình huống chứ còn nếu đúng ra thì họ phải chặn được bước của nga ở góc này thì nó mới có hy vọng thì lúc bấy giờ đánh trận và đánh bật Nga ở đây thì có thể nói rằng nó mới thể hiện được là chặn được bước tiến. Còn như thế này thì chỉ phục vụ cái mục đích tạm thời mà mang tính chất chính trị thôi. Chiều nay thì tôi lại thấy rằng là Predchip Tiska những ngày gần đây bị bom rất nhiều và hôm nay lại tiếp tục bom FAB dội vào đây nữa. Tên lửa là mu nhiều. Uleda cũng nhận vài trái bom FAB ngày hôm nay. Còn ở hướng này thì, vâng, Nga đã bắn trúng một cái xe tăng của Ukraine ở hướng này. có không có thông tin gì thêm. À, còn ở hướng này, Zaporizhia, thì à, như buổi sáng hôm nay chúng ta đã biết là Nga đã có dấu hiệu à, dục dịch động binh ở hướng này, đúng không ạ? À, chiều nay thì rất nhiều bom và pháo của Nga tấn công vào tomacha à, Điều này đồng nghĩa với việc là Nga chuẩn bị có một chiến dịch nào đó ở hướng này. Chúng ta nhớ là ở hướng phía này thì họ đã vừa mới chiếm toàn bộ cái thành Mire nhé rồi đánh ra khoảng 1 km sau đó họ đánh ở phía này này họ tiến lên ở đây này đúng không ạ và bây giờ họ đang dục dịch ở đây thì rất có khả năng mục tiêu của họ là tomacha thôi nhưng mà họ sẽ có khả năng xuất hiện đánh ở hướng phía này hoặc là đánh ở khu vực phía này hoặc là giữa hai con đường này để mục tiêu của họ đánh về tomacha đánh về đây rồi ấy, thì tiến được đến đâu tiến nhưng mà toàn quân ukraine nếu không rút sẽ bị gọi là trói chặt ở đây trong lúc đó với việc nga tiến gần tới con đường này đến đây rồi thì họ cũng sẽ có khả năng tiến về novodanipka để khép chặt vòng vây của ukraine đồng thời chốt hạ hai khu vực thị trấn quan trọng trên tuyến đường quốc lộ để hướng về uh, oripki đúng không ạ đây là cái chiến thuật của phía nga mà chúng ta thấy nó nhìn chung nó cũng nó, nó không có cái gì khác đâu chẳng qua là nếu họ gặp khó thì họ phải thay đổi thôi thì trận địa này tại sao nó gặp khó? Bởi vì cái khu vực này là một pháo đài của phía Ukraine rất lớn, chưa chắc Nga nó có thể đánh trực tiếp vào được. Thứ hai là Ukraine còn cái trận địa ở đây cũng rất lớn và còn cái Alexandripka này cũng là cấp quận, uh, cấp uh, thị trấn rất to. Cho nên có thể nói đây là một cái tam giác pháo đài uh, công thủ toàn diện của phía Ukraine. Còn, uh, và số lượng quân của Ukraine trong khu vực tam giác này cũng rất đông đảo và nhiều nguồn lực uh, ghê gớm. Cho nên nói là đánh thì đánh nhưng mà cũng có thể nói là rất khó đối với phía nga để có thể ăn được cái khu vực đó. Như vậy là chúng ta đã qua cái diễn biến 24 giờ à, rất là sôi động trên chiến trường nối tiếp ngày thứ ba, đúng không ạ? Và ngay trước thềm của hội nghị thượng đỉnh NATO. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin chiến cuộc khác trong 24 giờ qua. Một trong những thông tin đáng lưu ý nhất trong ngày hôm nay à, đó là việc cơ quan an ninh Ukraine SBU đã tuyên bố phát hiện ra một âm mưu đảo chính uh, gây bạo loạn và lật đổ hiến pháp uh, vào đúng cái ngày hiến pháp của Ukraine. Trong đó tuyên bố của cơ quan này cho biết là những kẻ tấn công đã định sử dụng uh, vũ lực để gọi là tiếm quyền bằng việc đánh chiếm tòa nhà quốc hội, sau đó lật đổ uh, lãnh đạo của đất nước và tiến hành một cuộc cách mạng Maidan. Những kẻ tổ chức đang định uh, tiến hành lợi dụng một cái cuộc gặp và gỡ uh, ở thủ đô Kiev, uh, rồi sử dụng những cái uh, lực lượng trong bóng tối, tức là lực lượng ngầm dưới lòng đất đấy, nằm vùng đấy. Bọn chúng đã phân phát những thông tin về những cuộc nổi loạn diễn ra ở khắp nơi trên đất nước trên phương tiện truyền thông để nhằm gây bất ổn tình hình trong đất nước. Cơ quan SBU đã tịch thu được các tài liệu và đã kịp thời ngăn chặn những hoạt động mà được chuẩn bị bởi những kẻ tổ chức uh, bạo loạn. Trong quá trình tìm kiếm đã tịch thu được rất nhiều vũ khí, đạn dược và các bằng chứng tội phạm. Những kẻ uh, nổi loạn có khả năng phải đối mặt với 10 năm trong tù và bị tịch thu toàn bộ tại khách sạn. Và thì uh, và cũng không bình luận gì thêm. Uh, có thể diễn ra sự thật cũng không có gì ngạc nhiên nhưng cũng có thể là một cái chiến dịch thông tin để mà thành trừng đối thủ rồi củng cố thiết quân luật trong nước để mà chống bạo loạn rồi tăng cường các hoạt động này nọ vân vân chúng ta thấy đấy là một cái cái chiến dịch mà thực tế người nga người ukraine à, có thể nói đều có là sở trường đúng không ạ còn trong khi đó thì một vị quốc hội vedoronakarada vekhona tức là quốc hội ukraine ông everin chechenko đã nói rằng nền kinh tế của đất nước đã bị cạn kiệt và dần như bị phá hủy không còn cơ hội kinh tế nào để phát triển đất nước ukraine từ lâu đã sống vào sự trợ giúp của phương tây và không còn tự uh, có khả năng tự uh, lực cánh sinh để kiếm được đồng tiền của mình. Đất nước chúng ta đang đứng trên bờ vực để chờ đợi một cuộc cách mạng Maidan nổ ra. Sеchchenko đã lưu ý rằng là đất nước của ông bây giờ còn tồn tại dựa vào những người đóng thuế ở các quốc gia khác. Và điều này dẫn tới việc Ukraine đang càng trở thành một cái quốc gia bị khép kín, một cách đối nội và đối ngoại. Ông cũng dự đoán rằng là rất có khả năng một cuộc cách mạng Maidan mà có sức tàn phá khủng khiếp hơn, thương tâm hơn, tàn nhẫn hơn có thể xảy ra. Và nhấn mạnh rằng sự phát triển một cái sự kiện như vậy là không tránh khỏi với Ukraine. Những tuyên bố của Shevchenko không phải là ngoại lệ khi mà những dữ liệu đã được xác nhận từ Ngân hàng Thế giới cho biết là nền kinh tế của Ukraine đã suy giảm tới 45% trong năm nay do cuộc xung đột kéo dài với lại người Nga. Để có thể phục hồi và tái thiết đất nước, Ukraine sẽ cần một sự đầu tư tài chính một cách khủng khiếp và tại một thời điểm đất nước hoàn toàn phụ thuộc vào sự ủng hộ của nước ngoài cũng như sự hỗ trợ đến từ các nhà đầu tư là một điều không thể. Theo các nhà chuyên gia thì việc khôi phục Ukraine, nền kinh tế của đất nước này sẽ phải trải qua một quá trình đau đớn, khó khăn và cực kỳ lâu dài. Cho nên bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của nhà nước Ukraine là phải duy trì sự tồn tại của quốc gia bất chấp sự mất dần lãnh thổ. Vâng, nghe có thể nói một cái chuyên một cái cái cánh thành viên của quốc hội ukraine đã nói lên giống như một người ngày hôm qua, đúng quý vị. Thông điệp cuối cùng là khả năng là phải mất lãnh thổ nhưng mà phải giữ được quốc gia. Đấy. Còn ngày hôm nay thì đâu đấy ông zelensky ông ấy lại có những bài tuyên bố trong đó ông nói về việc là tìm kiếm hòa bình và khả năng phải đánh đổi với một số thứ trong đó là sẽ nhận tiền của nga để mà nhượng bộ lãnh thổ. Đấy. Tuy nhiên thì thông tin đấy nó khá mập mờ, chúng ta cần xác định thêm. Nhưng nếu có thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là nó nó đến với nhau, nó rất là hợp thời điểm, đúng không, quý vị. Chiều hôm nay thì tờ CNN đã đưa ra thông số một thông số mà nói rằng có thể khiến cho cuộc chiến trở lên khó khăn đối với phương tây. Trong đó họ trích dẫn dài dòng nhiều thứ chỉ số, à, nhưng mà tôi quan tâm tới hai vấn đề. Thời đầu cuộc chiến, Nga sản xuất 250.000 quả đạn mỗi năm. Còn đến năm 2024, họ đã có công suất sản xuất 4,5 triệu quả pháo đạn pháo theo như lời của CNN. Và đặc biệt là một quả đạn của Nga chỉ tốn 1.000 đô la, còn đạn của NATO có thể tới 8.000 đô la. Vâng. Như vậy thì không thể đánh nhau được. Đúng không quý vị? Làm sao kể cả một quốc gia có thể nói là đào kim cương để đánh nhau thì người ta cũng không thể bắn một cái quả đạn mà 8.000 đô la mà đòi thắng được một cái quốc gia bắn một quả đạn 1.000 đô la. <laughs> quý vị không nhận đúng không ạ? Nhất là cuộc chiến nó kéo dài chúng ta sẽ thấy nó quá dã dạ man. Ukraine có thể bắn vài nghìn một quả đạn thì chúng ta tưởng tượng là một ngày họ đã bắn vài nghìn quả đạn nhân với 8. Ví dụ như 5.000 đi, Mức thấp nhất thì 5840 nó là bao nhiêu rồi quý vị? 5 nghìn nhân 18, 40, 40. Và chỉ riêng tiền đạn phá 40 triệu đô la. Đúng ạ? Đấy. Nếu mà tôi nhân đúng. Còn đấy là ít mức ít nhất. Đấy. Còn khả năng toán của tôi thấp. Còn nếu mà Nga, Ukraine còn bắn nhiều hơn nữa. Mà tôi còn nhân đúng nữa thì có khi còn hơn. Nhưng mà chỉ cần như thế thôi. Đúng không ạ? Chúng ta thấy là câu chuyện nó và nó rất khó. Vâng, chương trình đã dài, chúng ta sẽ kết thúc với bài phát biểu của ông Vucic, tổng thống của Serbia đi. Khi mà tôi thấy ông nói một câu đầu tiên, vâng, bây giờ mình phải xem nhiều thông tin quá. Câu đầu tiên mà nó 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 nó, nó gọi là thu hút được ánh nhìn thì mới xem. Câu đầu tiên của ông nói rằng là cuộc chiến này là cuộc chiến phương Tây đang chiến đấu vì tài nguyên của nước Nga. Thế còn nước Nga thì đang chiến đấu vì sự tồn tại của mình đó là một điều rất khó để có thể có được một cái kết cục mà có lợi cho phương Tây. Tổng thống Serbia đã nói thêm rằng là bây giờ ở phương Tây thì chẳng ai muốn một cuộc uh, 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 có một cái sự ngừng bắn cho cuộc chiến này và có lẽ chỉ có trong kế hoạch của người Trung Quốc thôi. Ai cũng muốn bên kia thua cuộc và phương Tây. Thì chừng nào mà những người đến từ phương Tây không chết Những người chỉ có những người tình nguyện đánh thuê chết Thì họ cũng chả quan tâm là bao nhiêu người Ukraine chết Và người Ukraine thì cũng chả quan tâm tới bao nhiêu người Nga chết Và tôi cũng không biết rằng là ai thực sự quan tâm tới việc bao nhiêu người bị thương, bị chết Bởi vì có quá nhiều người trở thành pháo hôi cho lợi ích của những người khác ở thế giới phương Tây, thì đã có người từng nói đùa rằng tại sao nước Nga lại quá quan trọng với lại tất cả chúng ta, tại sao chúng ta mất quá nhiều thời gian để nói về nước Nga nhiều thế kỷ như vậy. Vâng, bởi vì họ không biết rằng là tất cả mọi thứ chúng ta cần nó đều nằm ở trên lãnh thổ của Liên bang Nga. Hãy nhìn xem từ những người Mỹ uh, nói rằng quốc gia Nga có quá nhiều tài nguyên, cho đến uh, thủ tướng Anh, cựu thủ tướng Thatcher nói rằng làm sao mà một quốc gia lại có thể tham lam sở hữu nhiều tài nguyên đến vậy. Cho đến những quốc gia uh, tí tẹo ở vùng Scandinavia nói rằng là nước Nga không xứng đáng để có thể có nhiều lãnh thổ như vậy. Gần như họ là người kế thừa của toàn bộ những gì tốt nhất trên thế giới. Bây giờ chúng ta cần phải có cách để mà quản lý bọn họ. <laughs> À, và câu nói rất hay đúng không ạ ông tổng thống này ông nói là một người rất là thực tế và ông nói đấy là một sự thật à, chừng nào nước nga mà còn to như vậy đúng không ạ và lãnh thổ còn to nhiều tài nguyên như vậy thì chắc chắn là họ sẽ trở thành tâm điểm của những sự khao khát của các quốc gia phương tây các quốc gia phương tây thì không có tài nguyên chúng ta nói về tây âu đúng không ạ không có tài nhiều tài nguyên thiên nhiên và đất đai thì rất là nhỏ so với nga đất chật người đông còn nga thì cái gì cũng có và bây giờ thì họ lại còn chiếm luôn cả những cái vùng mà nó chiếm tới phần lớn tài sản tài nguyên thiên nhiên của ukraine đúng ạ ukraine là một đất nước tài nguyên thiên nhiên rất nhiều mà bây giờ nga lại chiếm phần lớn những cái phần nạc toàn lại vần ba chỉ mới lại bụng bèo về hướng phía phương tây mà thôi thậm chí những cái mỏ lithium mỏ lichen ở vùng lugan cũng nằm trong tay nga những mỏ than lớn nằm ở vùng dobat trong tay nga vân vân và vân vân như vậy thì rõ ràng phương tây sẽ nếu như mà họ để cho cuộc chiến này trôi qua đúng không ạ mà không thay đổi được tình huống đó chắc chắn là họ sẽ có những cái cơn đau đầu mà gọi là à, mình gọi là cái gì đấy bệnh bệnh mãn tính ấy, đúng không ạ cho đến cuối cuộc đời mà trong khi đấy nói thật phương tây rất cần tài nguyên Thế nhưng mà nước Nga thì họ lại không quá cần. Họ khai thác cái kiểu dấm ra dấm dớ rồi bán chơi cho nó vui. Đúng không ạ? Mà bán thì toàn bán cho Trung Quốc thôi. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà Lindsey Graham nói rằng là nếu Nga mà chiếm được Ukraine ấy, thì họ chiếm được là một cái vấn đề rồi. Nhưng mà vấn đề lớn hơn là họ sẽ chia sẻ với Trung Quốc. Mà Trung Quốc thì là kẻ thù trực tiếp của nước Mỹ. Đúng không ạ? Lớn nhất của nước Mỹ. Thì đấy mới gọi là chết. Và chúng ta cũng không quên là Victor Ban, Thủ tướng Hungary đã nói rằng Cuộc chiến này nó là cuộc chiến tranh giành tài nguyên mà thôi. À, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị buổi tối đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tràn trề năng lượng.